Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách update cái Box Navi Pro ha, lên cái phiên bản mới nhất để cho nó support thêm những cái đổi boot hoặc là Gentry cho những cái ổ cứng khác các bạn ha. Thì các bạn có thể vào web iconfit.solution để xem cái cách mà nâng cấp cái Box lên cho nó. Trước mặt các bạn chính là hai cái Box ha, cái Box màu xanh chính là cái Box cái vẹt cũ và cái Box màu đen chính là cái Box cái vẹt mới. Rồi bây giờ mình sẽ turn on hai cái Box này lên để các bạn nhìn thấy hai cái vẹt xanh khác nhau của hai cái Box. Các bạn sẽ nhìn thấy ở cái góc cuối, cái góc ở dưới màn hình bên tay trái ha, các bạn sẽ thấy là thứ nhất á, cái dòng đầu tiên á, chính là cái vẹt xanh của cái Box ha, còn cái dòng thứ hai á, thì cái hàng cuối cùng á, là cái số number của cái Box ha. Thì họ sẽ update cái Box dựa trên cái số number ha, mỗi số number sẽ có mỗi cái file khác nhau, nên các bạn cung cấp cái số đó cho cái người bán Box á, thì họ sẽ hỗ trợ nâng cấp cho các bạn. Còn nếu mà các bạn không có được hỗ trợ thì các bạn sẽ phải trả tiền cho cái việc nâng cấp cái Box này lên các bạn ha. Rồi các bạn thấy không, cái Box màu đen thì cái vẹt nó là chấm 87 ha, còn cái Box màu xanh là cái vẹt nó chấm 84. Các bạn thấy cái Box màu đen nó sẽ có thêm một cái chuyển boot cho cái iPhone 5s các bạn thấy không. Rồi riêng cái Box xanh nó còn nằm ở vẹt cũ nè, các bạn thấy nó sẽ không có hỗ trợ chuyển boot cho iPhone 5s. Thì không lẽ bây giờ chúng ta sẽ phải mua cái Box mới đúng không? Thì cái việc đơn giản và nhanh nhất là chúng ta sẽ update nó lên, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách update từ xa ha, để các bạn chỉ cần xin cái file của cái nhà cung cấp thôi, các bạn chỉ cần xin cái file thôi là các bạn có thể update ha, không cần phải gửi Box đi đâu hết, cho nó rất là bất tiện về chuyển đi chuyển về ha. Rồi thì các bạn liên hệ với lại nhà cung cấp cái dịch vụ cho các bạn, và các bạn sẽ cung cấp cho cái số series của cái Box, và họ sẽ cung cấp cho các bạn một cái file giống như vậy đúng không. Đó, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ ha. Mỗi mình lưu ý ha, mỗi Box nó sẽ có một cái file khác nhau các bạn ha, dựa trên cái số series của các bạn cung cấp á, nên một file nó không có xài chung cho nhiều Box đâu, nên nếu các bạn nạp nó sẽ gây ra chết cái Box đó các bạn ha. Rồi các bạn sẽ ắt chắc cái file nó ra, nó sẽ ra cái file như vậy, và các bạn chỉ việc copy cái file này, sau đó các bạn sẽ copy vào cái thẻ nhớ ha, copy vào cái thẻ nhớ các bạn ha, vào cái thư mục gốc của thẻ nhớ luôn, các bạn thấy không, thư mục gốc ha, không có copy vào những cái folder khác. Nếu mà các bạn cẩn thận hơn, các bạn có thể xóa sạch thẻ nhớ, sau đó các bạn copy cái file này vào cái thẻ nhớ đó ha, nếu mà các bạn cẩn thận. Rồi sau đó thì chúng ta chỉ việc dùng cái thẻ nhớ này và chúng ta gắn vào thôi. Rồi thì cái số series cái Box á, các bạn có thể xem ở dưới á, họ cũng có ghi ha, dù C148 đúng không. Còn nếu mà lỡ mà các bạn bị cái số của các bạn bị bôi rồi đó, bị bôi bị mờ, thì các bạn cũng có thể xem trên cái màn hình đúng không, C0148 các bạn thấy không, các bạn cung cấp số này cho họ, họ cũng hiểu thôi. Rồi cái thẻ nhớ nhỏ ha, thì thẻ nhớ micro này bây giờ là thông dụng nhất nè, các bạn lật ở phía sau cái Box lên, các bạn thấy nó sẽ có cái lỗ để cài cái thẻ đúng không. Mình turn on cái đèn lên cho sáng, các bạn dễ nhìn. Rồi sau khi các bạn chép file vào cái thẻ nhớ ha, thì chúng ta chép file bằng máy tính nha các bạn, thì chúng ta sẽ gắn cái thẻ nhớ vào. Bạn lưu ý ha, làm khi mà các bạn làm điều này các bạn phải cẩn thận cái nguồn điện của bạn nó phải ổn định nha. Khi mà các bạn đang update mà nếu mà điện chúng ta mất giữa chừng là cái Box nó sẽ chết á, thì phải gửi đi qua đến Trung Quốc bảo hành lận các bạn ha. Rồi gắn thẻ nhớ vào, sau đó các bạn chỉ cần nhấn vào cái nút shop update, các bạn thấy ha, vẹt 1.1284. rồi nhấn start install và các bạn chỉ cần chờ một chút xíu cho cái Box nó chạy và nó bắt đầu nó khởi động thôi. Phải không? Rất là đơn giản, không cần phải gửi Box đi đâu hết ha. Chúng ta chỉ yêu cầu nhà cung cấp cho chúng ta cái file để chúng ta về chúng ta tự update. Rồi sau khi nó sẽ chạy hết cái hành này, bắt đầu nó sẽ khởi động cái Box lại. Rồi vẹt xanh nó lên đến 87 rồi các bạn thấy không. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vào cái disk drive để mình xem cho nó đã hỗ trợ 5 mét hay chưa. Rồi như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip này đây các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.